xe dầu thì nó ngộ mình ơi, nó có hai cái màu. Trong lượng tối đa có thể lên đến 250 kg. Nuôi con heo này bán được à? Con heo này kêu heo gì? Heo dồi đó. Rồi, là con heo dồi của mình đó. Rồi con gặp được. Đấy, em. Ấy, mấy trăm cũng gặp rồi, heo dồi cũng gặp rồi. Cái đâu cục cốt luôn anh ơi. Có ăn mấy này được. Heo dồi nó khác của heo mình sao anh? Không có, tại vì người ta bắt luôn.